Xin chào thầy cô và các bạn, mình tên là ông Minh Hy, học sinh lớp 7A1. Hôm nay mình sẽ thực hiện một thí nghiệm, đó là tính hướng sáng ở thực vật trang 146 cho đến trang 147. Thực hiện thí nghiệm, chúng ta cần có là 100g đậu xanh, một thau để ngâm đậu, và mình dùng nước bình thường, và bông gòn và hai cái cốc. Và sẽ có một cái hộp để mà đựng, để mà che đậy một trong hai cốc này. Mình sẽ bỏ 100g vào đây ngâm để cho nó nảy mầm. Và mình sẽ ngâm từ 4 đến 8 tiếng để cho hạt nảy mầm. Sau khi mà hạt đậu đã nảy mầm và ngâm trong 8 tiếng thì bây giờ mình sẽ vớt nước ra. Sau đó chúng ta sẽ bỏ bông gòn vào và nhớ là hãy làm ẩm bông gòn. Xong sau đó chúng ta sẽ lấy một nửa số đậu xanh và đổ vào cái. Sau đó chúng ta vẫn tiếp tục cho một nửa còn lại vào một cái bình khác, cái chậu khác. Sau đó ta để hai hộp đậu này ở ngoài trời sáng, và mình sẽ cho một hộp đậu đậy nắp lại. Và hãy nhớ là khoét một lỗ ở trên cái hộp để đậy. Thì các bạn có thể dùng cái hộp vừa hơn, nhưng mà lại nhà mình thích hộp, cho nên mình sẽ dùng cái hộp hơi bự xí. Và mình sẽ để cái này ở ngoài trời để ngày mai xem nó có sự khác biệt hay không. Đây là hạt đậu xanh sau một đêm. Đây là cái chậu mà không che hộp lại, thì là những cái hạt này nó nảy mầm, thì là nó có thể theo những cái hướng khác nhau. Còn ở bên đây là cái hộp đậy lại thì nó sẽ có hơi một, sẽ có hướng là đi từ cái hạt đi đến cái lỗ có ánh sáng này. Chậu mà không có đậy nắp thì nó vẫn mầm tùy hướng khác nhau. Còn đây là hộp đậu được đậy nắp, thì là chúng ta có thể thấy là nó có một cái hướng nhất định, và nó hướng đến một cái lỗ mà có ánh sáng này. Đây là hai cây đậu vào ngày thứ ba. Ở đây thì cây đậu ở ngoài trời là nó có hướng là hướng lên. Còn ở đây là cây đậu được ở trong hộp, thì nó có một cái chiều là chiều đi xéo đến nơi mà có ánh sáng từ chiếc lỗ bên hộp này. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau so sánh. Nó lên cây và nó đã mọc lên thì nó hẳn đứng. Còn bên đây khi mà nó lên cây thì là nó mọc xéo và nó hướng về cái nơi mà có ánh sáng. Như vậy mình đã chứng minh được tính hướng sáng ở thực vật.